Dù nhiều người cho rằng mình không quan tâm đến thành tích điểm số và dù rằng chuyện điểm 9-10 đã như là điểm phổ cập toàn dân, nhưng những bảng điểm vẫn có sức thu hút kỳ lạ với mọi người. Tâm trạng của nhiều phụ huynh vẫn luẩn quẩn quanh chuyện điểm số của con. Rất nhiều người bình luận và chia sẻ, khen ngợi, đánh giá mà ẩn đằng sau đó không ít nỗi niềm. Rõ nhất là nhiều phụ huynh không thoát ra được tâm lý so bì con mình với con nhà người khác, dù có thể không cố ý. Với tình trạng này thì không hiểu là quan điểm của các MC như thế nào? Ngày hôm qua thôi thì gia đình của chị cũng được dịp cũng khá là thú vị với cả hai đứa cháu, một đứa học lớp 4, một đứa học lớp 5 bắt đầu có bảng điểm về nhà. Thì cháu bé hơn là con trai có nói rằng là đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của Bi ở trong ngôi nhà này. Bởi vì sau bữa ăn này thì Bi sẽ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì học kém quá. Thì đó là một cái câu chuyện cũng khá là thú vị thôi, nhưng mà rõ ràng là các bé mà khi mà các bé nhận điểm thấp các bé cũng rất là lo sợ. Dạ đúng. Và bố mẹ thì luôn luôn có một cái sự so sánh là mày nhìn mày đi, mày thì hư hỏng như thế này nhưng mà đứa này con đứa nọ, con nhà người ta thì thế nọ thế kia. Tức là xong rồi hai đứa trẻ con nhà chị thì lúc nào cũng bảo là mẹ nói đi, con nhà người ta là con ai, là đứa nào, nói tên ra mẹ xem nào. Thế tức là và mẹ lúc nào mẹ cũng nói là đấy, ví dụ như là một đứa nào đó thì bảo là con bé đấy nó chuyên cãi bố mẹ thôi, tức là cũng cãi nhau tay đôi vào bố mẹ như vậy. Nhưng mà rõ ràng là cái câu chuyện mà bố mẹ thường xuyên so sánh con nhà mình với con nhà người khác, đây là một câu chuyện mà xảy ra liên miên. Và chính bản thân mình khi mà mình cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đó rồi thì mình cũng cảm thấy rất là khó chịu khi mà bị so sánh với một bạn nào đó. Và có một cái câu chuyện thực tế như thế này, có hai em nhỏ cùng ngang học cùng bằng lớp với nhau và chỉ cách nhau có mấy bước chân thôi, nhà chỉ cách nhau có mấy bước chân thôi, thì hai bé này gần như là cái học lực tương đương với nhau. Và đến thông thường thì hai mẹ cũng luôn luôn được khen là giáo dục con rất là tốt, hai bé rất là chăm ngoan học giỏi. Tuy nhiên thì bây giờ hai bé đã học lớp 9 rồi, nhưng mà có một bé chẳng may bị điểm kém môn sử và rớt mất học sinh giỏi. Thì thực sự đây phải nói là một cái quãng thời gian áp lực vô cùng với đứa bé này, bởi vì mẹ thường xuyên là chì chiết, là mắng nhiếc và so sánh con với cả bạn bên cạnh. Và vì uất ức quá không thể chịu nổi những cơn giận dữ của người mẹ nên cháu bé này đã bỏ đi, tức là đã bỏ nhà ra đi. Thì gia đình thấy thế rất là lo lắng và cũng rất là hoảng sợ, không biết là bé đi đâu. Và rất may là cũng đã tìm được bé và bé cũng không có đi quá xa mà chỉ trốn ở bên nhà bạn khi mà mình quá tủi thân về việc là mẹ đã chỉ trích mình quá nhiều như vậy. Và không biết rằng là sau khi mà xảy ra câu chuyện này thì người mẹ có rút ra được kinh nghiệm cho mình hay không? Và thật sự những cái câu chuyện mà họp phụ huynh thì rất là nhiều những câu chuyện dở khóc dở cười khác nhau. Như là ngày đó em còn nhớ câu chuyện là khi mà em đi học thì phải gọi là có một tí quậy phá thôi, cho nên là rất là nhiều những cái bản kiểm điểm mà tự viết. Mà thường thì mình có bản kiểm điểm mà lúc nào cũng giấu phụ huynh cả, có thể là giả chữ ký hoặc là giấu luôn, không có đưa cho phụ huynh và nộp lại cho giáo viên. Nhưng mà không ngờ là cứ tới mỗi kỳ họp phụ huynh thì giáo viên lại trả những cái bản kiểm điểm đó về lại cho phụ huynh. Và lúc đó mẹ hỏi rằng là ủa, ngày trước chưa bao giờ thấy cái bản kiểm điểm như thế này, lại sao lại có chữ ký của mẹ ở đây. Xong rồi em lại cứ kiểu phân bua là thì chắc là lúc đó mẹ mệt quá, mẹ buồn ngủ hay là mẹ đang bận làm cái việc gì đó nên mẹ ký mà mẹ quên mất mẹ chứ. Mai thì dạ đúng rồi. Và rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy khi mà họp phụ huynh làm cho các học sinh hoặc là những em cũng phải lao đao khi mà những kỳ họp phụ huynh này diễn ra. Và vào cuối năm 2018 vừa rồi thì tôi nhớ có một nam sinh trường Nguyễn Khuyến, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã để lại một thư tuyệt mệnh với nội dung là do áp lực học tập, điểm số và áp lực từ gia đình, muốn con mình được học lớp đứng đầu khối nên đã nhảy lầu tự tử. Trước đó thì một nữ sinh lớp 7A trường Trung học cơ sở Tân Lâm, trú tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã tự tử trong lớp học. Cô bé ngoan ngoãn, học giỏi, quyết định ra đi sau khi để lại hai bức thư viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt, gửi lời xin lỗi đến bạn bè vì từ nay không thể tham gia học tập, vui chơi cùng các bạn trong lớp được nữa. Em cũng xin lỗi vì kết quả học tập giảm sút trong thời gian gần đây, khi không đạt được kết quả tốt như kỳ vọng của bố mẹ và thầy cô. Đó chỉ là một trong rất ít những trường hợp học sinh bị áp lực mà nguyên nhân được cho là do sức ép học tập quá lớn, do bố mẹ kỳ vọng vào con quá nhiều. Không chỉ là khen ngợi con học giỏi, điểm cao quá, có phụ huynh khi nhìn bảng điểm của con nhà người ta liền vào kể lể con mình điểm không bằng. Có người than thở là con mình điểm vẫn chỉ 9,5 như kỳ trước, không tiến lên được, hay là con mình vẫn chỉ đứng thứ 7 ở lớp như kỳ trước. Và cũng có người thì lại tiếc nuối vì chỉ cần thêm phẩy nữa là con mình về nhất. Cầu con nhà người ta vì thế đã đi vào truyền thuyết là từ những chuyện cha mẹ
hơi khó tính đến như vậy, và thấy thiên hạ có con giỏi hơn con mình thì là hậm hực và thất vọng về con mình luôn. Và cũng đã từng có rất là nhiều trường hợp các bậc phụ huynh khi mà đi họp cho con, thấy con mình bị điểm kém, con mình bị cô nhắc nhở vì quá nghịch ngợm ở trong lớp thì cũng đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có rất là nhiều bậc phụ huynh còn không dám đi họp cho con bởi vì sợ là cô giáo nhắc nhở con và phê bình con ở trước lớp, trước những bậc phụ huynh khác thì họ sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Và có những người khi mà bị nhắc con của mình bị hư này, rồi bị không học bài ở rất là nhiều hạng mục khác nhau, thì họ cũng cảm thấy ngay lúc đó họ cảm thấy vô cùng tức giận và chỉ muốn là lôi ngay con của mình ra và quất cho con mình mấy roi mà thôi. Và cũng có rất là nhiều người họ đến cơ quan, họ thở dài khi mà thấy những đồng nghiệp của mình ríu rít là khoe con thành tích học tập rất là cao trong kỳ học vừa rồi, trong khi đó con ở nhà của mình thì điểm lại thấp. Đó là những điều mà thực sự là bây giờ chính bố mẹ cũng phải ganh đua với nhau về thành tích học tập của con. Dạ, và vấn đề đó lại càng xảy ra nghiêm trọng hơn khi mà các gọi là con của giáo viên ngay trong cùng một môi trường với nhau. Thì chính vì là thường khi mà ngày trước Phương Anh đi học về thì thường hay bị bố mẹ so sánh là tại sao con của cô này lại học giỏi hơn mà học cùng trong một lớp mà cũng là con giáo viên như nhau, mà tại sao không có thể nào mà làm bố mẹ rạng danh hơn được hay sao. Và những cái câu chuyện đó thì luôn luôn là những cái vấn đề xoay quanh những câu chuyện học hành của con cái. Và đối với vấn đề điểm số của con thì các chuyên gia cho rằng bố mẹ có thể vì phấn khởi chia sẻ cho vui, nhưng mà họ không lường được hết những cái tác động của việc này nếu như mà đến tay con trẻ. Nhiều em không thích bố mẹ khoe điểm số của mình, vấn đề của mình bị mọi người mổ xẻ, bàn tán hoặc là tranh luận. Kể cả là những lời khen ngợi vì điểm cao ít nhiều cũng tạo ra áp lực không đáng có đối với các em, có thể hình thành trong các em tiềm thức việc học nặng vì điểm số. Nhiều em lao vào học đánh đổi rất nhiều thứ chỉ vì mục đích đạt được điểm cao để cho bố mẹ vui lòng. Đặc biệt là trong một môi trường giáo dục mà ở lớp, ở trường, các học sinh luôn phải chạy theo điểm số, thi đua để được hạng nhất, hạng nhì vào mỗi thứ hai ở tiết sinh hoạt dưới cờ. Trong một môi trường dạy và học mà mỗi thầy cô giáo phải chạy đua thành tích giữa các trường với nhau vì nghị quyết nhà trường đề ra đầu năm. Trong một môi trường học tập mà phụ huynh có phần coi trọng những buổi học ngoài giờ hơn là những ngày học chính khóa để vung tiền mua kiến thức cho con, biến con mình thành những cỗ máy đọc chữ, thì việc các bậc cha mẹ có muốn giải thoát con mình khỏi vòng xoáy của những thành tích giả tạo đó hay không là một nhiệm vụ khó khả thi nếu không có đủ bản lĩnh. Những lời nói xem ra bình thường ấy vô tình tạo ra những sức ép không đáng có lên con em. Bởi thật ra thì chúng học cho chúng chứ không phải là học cho cha mẹ. Phụ huynh phải định hướng cho con mình hiểu được bản chất của việc học là gì và vì ai. Nếu phụ huynh dễ dàng nở mặt, nở mày với mọi người vì thành tích học tập tốt của con thì không khó để rất thất vọng hoặc là xấu hổ vì con do kết quả học tập không đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ. Chính vì những điều đó vô tình tạo ra rất là nhiều những hệ lụy xấu đến con. Thứ nhất, nếu như mà cha mẹ là những người thường xuyên thích khoe con thì họ cũng sẽ có những áp lực, bởi vì họ khoe một lần thì họ cũng muốn khoe thêm nhiều lần nữa, nhưng liệu rằng lần sau thì con mình có tốt như lần đầu tiên hoặc là tốt hơn lần đầu tiên hay không. Nếu như mà được như vậy thì chắc chắn là cha mẹ cũng cảm thấy rất là vui và nở mặt nở mày vì những điều đó. Tuy nhiên, nếu như không được như vậy thì họ sẽ trút giận lên những đứa con của mình, họ sẽ khiến cho con cái họ cảm thấy việc học là một việc vô cùng kinh khủng để có thể tạo ra được những cái kết quả giống như là sự kỳ vọng của cha mẹ. Và chính vì điều đó sẽ khiến cho con cảm thấy giảm sút đi niềm hứng thú khi mà con cái của chúng ta học tập. Bên cạnh đó thì những cái việc này còn gây nên một thực trạng là phân cấp mối quan hệ bạn bè trong lớp học dựa theo các thành tích. Các bạn học giỏi thì không chơi với những người học kém hơn, khiến cho các bạn học dốt thì rất là tủi thân. Và theo một nữ giảng viên, chính bệnh thành tích cũng đã ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ giữa các đứa trẻ với nhau. Nhiều phụ huynh thì không cần biết là con học được thực sự những gì, chỉ thích là chúng có thành tích để mà khoe mà thôi. Nhưng mà một đứa trẻ đạt điểm cao không chắc chắn có được thành công sau này hơn là các bạn điểm kém. Một hệ lụy nữa là đã từng có những trường hợp mà cha mẹ khoe con quá nhiều trên mạng xã hội và kẻ xấu có thông tin, lập kế hoạch để bắt cóc, hoặc có những kẻ biến thái lạm dụng tình dục hay sử dụng thông tin vào mục đích xấu.
Ranh giới giữa việc phạm luật và không phạm luật trong trường hợp này rất mong manh. Nếu thông tin đăng tải được con đồng ý thì không sai luật, nhưng bố mẹ cũng cần cân nhắc các hành vi này và đặt câu hỏi là liệu việc đăng tải hình ảnh đó có phải là có ích lợi tốt nhất cho con hay không. Trong trường hợp bố mẹ không đưa thông tin lên mà người khác vô tình hay là cố ý làm lộ thông tin cá nhân của trẻ, thì bố mẹ các cháu có quyền viết đơn để khởi kiện, yêu cầu sử dụng phải gỡ bỏ thông tin, đính chính và xin lỗi. Vì thế mà có rất là nhiều người họ vẫn luôn tin rằng một đứa trẻ lớn lên trong những sự khích lệ và ghi nhận kịp thời của cha mẹ sẽ giúp cho những đứa trẻ đó tự tin hơn. Tuy nhiên, ở thời buổi hiện nay thì chúng ta thấy rằng đôi khi cha mẹ bị quá trong cái việc khen con, và đối với bất cứ cha mẹ nào thì con mình cũng là tốt nhất, con mình cũng sẽ là giỏi nhất, và luôn luôn cho rằng con mình là hơn hết thảy những người con khác của những người xung quanh. Và họ sẽ có rất là nhiều hình thức để giúp cho con mình được ưu tiên hơn khi mà đến lớp, ví dụ như là hối lộ cô giáo này, hay là có thể dùng quyền lực của mình để dọa nạt ban giám hiệu nếu như không ưu ái con mình. Đó là những trường hợp khá là nhiều xảy ra hiện nay. Có rất là nhiều người cũng sợ là con mình bị thua thiệt bạn bè, bởi vì suốt nhiều năm tiểu học, 5 năm tiểu học thì họ gần như không bao giờ đưa phong bì cho thầy cô giáo. Và họ cũng mong muốn là có thể giáo dục cho con bằng cách là nhận ra giá trị thực sự mà chúng có bằng những tấm giấy khen, bằng những cái vỗ tay, hay là bằng kết quả của việc học tập mình. Và điều đó mới là điều khiến cho con của bạn thực sự tự hào về về chúng. Và mặc cho nhiều người nói về cái việc này, về một triết lý là đừng khen con, nó sẽ ỷ lại chủ quan và sinh hư, nhưng mà thực ra thì chúng ta khen và khen ở một mức độ nào đó. Chứ nếu ví dụ như là con là một mà chúng ta khen tới tận 10 thì chị nghĩ rằng cái điều đó nó cũng không phải là một cái giá trị thực để con. Đôi khi chúng ta cũng cần phải cho con nhìn nhận thực tế là con đã làm đến đâu để con cố gắng hơn nữa. Chứ không thể nào mà con mới làm được từng này mà lại nói là con đã làm xong hết tất cả mọi thứ rồi. Thì đôi khi điều đó cũng sẽ khiến cho con của mình cảm thấy sinh hư. Đúng rồi, và cũng đã có những cái trường hợp mà phụ huynh khen con mình vô tội vạ, vì cứ nghĩ rằng là khen con thì sẽ một cái điều khích lệ cho con, nên là dù là con làm được những cái việc rất là nhỏ thôi thì cũng khen là thấy con giỏi mà, và thường hay so sánh là con sẽ giỏi hơn bạn kia nên con cứ an tâm và tự tin đi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng đã có rất là nhiều những cái bậc phụ huynh thiếu đi một cái điều quan trọng dành cho con em của mình, đó chính là trao cho con em của mình một cái niềm tin. Vì nếu như quý vị phụ huynh cho con học rất là nhiều thứ, đem đến cho con rất là nhiều những cái tiện ích khác nhau, nhưng mà một điều mà không tin con của mình thì cũng chẳng làm cho các con có thể giỏi hoặc là trưởng thành hơn được. Vì cứ thấy con là lụng và không làm được cái điều gì đó, hoặc là hơi bị lụng vụng một tí thôi, thì lại các bậc phụ huynh nhào vào và làm thay cho con. Thấy vì thôi bây giờ con làm cái này lâu quá, hay là để mẹ làm thay cho, con làm vất vả quá. Thường hay những cái trường hợp này xảy ra ở những cậu ấm cô chiêu, khi mà phụ huynh không muốn con bắt tay vào làm những cái việc cực nhọc như vậy. Và cũng chính vì những điều đó thì đã làm cho con những cái tâm lý ỷ lại, và nhiều bậc phụ huynh thì cũng đã dùng tiền để mà mua thành tích cho con của mình, làm cho các con nghĩ những cái khái niệm rằng là bây giờ chỉ cần tiền là có tất cả, hay là chỉ cần có quyền lực như bố mẹ của mình mà thôi, không cần mà phải học tập cố gắng làm gì để có thể sau này đã có một cái tương lai tươi sáng hơn. Và cũng chính vì những điều đó thì không phải chỉ các bậc phụ huynh đã làm cho con của mình có những cái suy nghĩ như là tạo những cái căn bệnh thành tích trầm kha bằng việc là thể hiện bằng cái lòng tức giận hoặc là giận dữ với các con của mình nếu như mà các con của mình không đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Và chính cha mẹ cũng chỉ có cha mẹ, chứ cũng chẳng có cái sách giáo khoa nào dạy con là phải phân biệt giàu nghèo, chia bè kết phái, kỳ thị vùng miền hoặc là các gia cảnh khác nhau. Về câu chuyện này thì có lẽ ở đây Huyền là người duy nhất mà đã có con ở độ tuổi đi học. Thì quan điểm của Huyền về vấn đề học tập của con đó là nếu mà tạo áp lực quá lớn cho con đến mức mà phải tự tử như là cô bé ở câu chuyện phía trên thì chắc chắn là không nên. Nhưng mà không tạo áp lực thì cũng là điều không nên. Và chúng ta vẫn phải tạo một cái áp lực vừa đủ để trẻ luôn có ý thức để phấn đấu vươn lên. Đó mới chính là cái vấn đề mà chúng ta cần bàn, là biết thế nào để vừa đủ. Đó mới là nghệ thuật của những người làm cha làm mẹ, và thế mới là cái khó. Còn nếu mà chúng ta có một công thức để áp dụng cho việc nuôi con thì cái việc làm cha làm mẹ nó lại không hề khó một chút nào. Ví dụ như Tây Nguyên nghĩ rằng là trong một môi trường học tập, nếu như cha mẹ không tạo ra bất kỳ một cái áp lực nào cho con cái, thì cả con đứng giữa lớp cũng được, con đứng top cuối lớp cũng được, thì nó sẽ không tạo cho trẻ ngay từ nhỏ một cái ý chí là luôn luôn phải phấn đấu để vươn lên. Và Thanh Huyền thì luôn nói với con mình rằng là mẹ không yêu cầu con phải là học đứng đầu lớp,
bởi vì nó rất là vô cùng và rất nhiều bạn giỏi, nhưng mà con cần phải ở cái top đầu của lớp. Trong Huyền luôn dạy con mình rằng trong bất kỳ một cái công việc gì mà mình tham gia, mình luôn luôn phải ở top đầu, phải ở trong số những người giỏi nhất của công việc đó. Và đó là điều mà Huyền được dạy từ bé, là khi mà mình làm bất kỳ việc gì thì mình đều phải có cái nỗ lực để ở trong cái top đầu tiên của cái công việc đó. Mà thực ra thì cái việc ở trong đứng đầu là rất khó, nhưng ở trong top đầu thì nó không khó như vậy. Chỉ cần có sự chú ý tập trung vào cái việc mình làm một chút là mình có thể ở top đầu rồi. Thanh Huyền thấy rằng là đúng là từ kinh nghiệm bản thân mình thì không phải là những người bạn bè của mình càng học giỏi thì càng là những người thành đạt trong cuộc sống đâu. Thậm chí có những bạn học rất bình thường lại trở thành những người thành đạt. Thế cho nên là Huyền cũng không phải là áp lực quá lớn là con phải là một đứng đầu này hoặc là đứng thứ nhì của lớp. Nhưng mà cái việc mà tạo cho con trở thành một người học lực tốt ấy, nó khiến cho 12 năm đi học của con mình nó không trở thành cơn ác mộng. Bởi vì nếu học kém thì đi học ác mộng lắm. Nó như là đi tù đi đầy vậy. Nó đầy đọa bản thân lắm. Nhưng mà nếu mà học giỏi thì rất là háo hức để đi học. Thì cái khoảng thời gian 12 năm đó luôn luôn là cái cảm giác háo hức được thể hiện mình, thì nó sẽ khiến cho 12 năm của các bạn, 12 năm tuổi thơ nó không bị ngột ngạt, không bị đi học một cách cực hình tra tấn. Và ngoài ra thì con luôn có ý chí để vươn lên trong cuộc sống, trong bất kỳ việc gì cũng phải có ý chí để làm việc đó tới nơi tới chốn, tận cùng hết sức của mình. Tất nhiên là đối với việc là áp lực để con quá lớn, để con cảm thấy cái sự áp lực đó là một cái gánh nặng và khiến cho con không được vui vẻ, gặp phải những cái khủng hoảng về tinh thần, thì đó lại là vượt quá cái giới hạn rồi. Và cha mẹ thì Thanh Huyền tin chắc rằng là những người ở gần bên con, khi nào mà cái sự áp lực quá lớn dành cho con, để con thay đổi cái thái độ, thay đổi cái tư duy, thay đổi cảm xúc của các con, thì bố mẹ sẽ nhận ra hành động của mình. Về vấn đề mà khoe con lên Facebook, thì một tấm giấy khen post lên Facebook thực ra cũng là cách để biểu lộ một niềm vui thuần khiết. Giống như người ta đi ăn nhà hàng, thấy ngon thì đăng tải lên Facebook, giới thiệu cùng bạn bè của họ. Giống như ai đó có một căn nhà mới, chụp ảnh lại, khoe từng bộ rèm đẹp, góc xinh bằng tất thảy sự tự hào của họ. Nó vốn là chuyện thật bình thường và rất dễ thương khi chúng ta lướt trên newsfeed mỗi sớm mai hay khi tối muộn. Chỉ là nhiều người đẩy nó đi quá xa bằng những bình luận ác ý hay muốn mượn nó để phục vụ mục đích đen đúa xấu xí khác của mình. Chứ không phải là các thầy cô đã dạy con mình đạp đầu cưỡi cổ bạn bè, thể hiện sức mạnh cá lớn nuốt cá bé. Và liên quan đến vấn đề mà bố mẹ đưa bảng điểm của con lên mạng xã hội, thì từ tháng 6 năm 2017 thì đã có một dự luật liên quan tới việc làm này ở luật trẻ em. Theo đó thì cha mẹ nếu như mà muốn đăng thông tin cá nhân trong đó có liên quan đến điểm số của con cái lên mạng thì phải hỏi ý kiến của trẻ. Nếu không sẽ bị phạm luật, và điều này không chỉ bảo vệ cho thông tin của con trẻ mà còn nhằm đảm bảo an toàn cho các em nữa. Và quyền được giữ bí mật về thông tin cá nhân thì sẽ thể hiện được sự tôn trọng nhân cách trẻ em. Ở các nước phát triển thì nhà trường không được công khai kết quả học tập của các em nếu như mà không được các em đồng ý. Ngược lại thì kết quả học tập của con sẽ được giữ kín như là những thông tin cá nhân, để đảm bảo là các em không bị cảm thấy kém cỏi nếu kết quả học tập thấp hơn so với các bạn khác cùng lớp. Và ở nước ta thì các bậc cha mẹ bấy lâu nay vẫn cư xử với con cái của mình như là những vật sở hữu và thoải mái chia sẻ cũng như là khoe khoang con như những thành tích của mình mà không cần biết là trẻ con mình có bằng lòng hay là không. Luật trẻ em sửa đổi đã góp phần điều chỉnh những việc làm theo cảm tính của người lớn trong việc là đảm bảo các quyền của trẻ em như hiện nay. Chính vì thế các bậc cha mẹ ngày hôm nay nếu thấy vui và tự hào vì thành tích của con thì cứ hãy khoe lên trên Facebook, không cần phải quá lo lắng tới việc những anh hùng bàn phím sẽ gièm pha như thế nào. Bên cạnh đó thì những bậc cha mẹ nào mà có con mình chưa đạt được thành tích tốt lắm thì cũng đừng vì thế mà giận con, xấu hổ với con. Nói chung là các bậc cha mẹ thì mình nghĩ rằng nên có một cái nhìn AQ một chút, bởi vì là những đứa trẻ không phải là chỉ có một cái loại thông minh thể hiện qua học tập mà nó có 6 loại thông minh khác nhau thể hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Và con mình có thể sở hữu một cái loại thông minh nào đó không phải là ở trong lĩnh vực học tập. Và chắc chắn là một điều các bậc cha mẹ cần phải nhớ là con cái không phải là huân chương hay là trang sức của chúng ta.